chủ nghĩa Việt Nam, lá cờ bất chiến, bách thắng là niềm tin son sắt của nhân dân Việt Nam trong cuộc cách mạng trường kỳ giải phóng dân tộc, thống nhất non sông đất nước. Cao thượng của tinh thần thể dục thể thao nước của học đường, giữa lá cờ có năm vòng tròn nằm dưới hình măng non và cuốn sách. Chúng tôi hội khỏe đang tiến vào lễ đài lễ dân công chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa nghiệp xuất. Với hồng kỳ, đây là tượng vận huyên trẻ, khỏe, mang khí thế hào hùng của những chàng trai cụ đồng đang dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Xin được nồng nhiệt chào đón đoàn vận động viên chủ nhà tỉnh Nghệ An. Nơi đây, truyền thống hiếu học luôn được phát huy và khẳng định về cả quy mô và chất lượng. Số học sinh giỏi quốc gia quốc tế, học sinh đỗ đại học, cao đẳng của Nghệ An luôn đứng top đầu cả nước, làm rạng rỡ bản vàng truyền thống ngành giáo dục Nghệ An nhiều năm liền, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Nghệ An luôn quan tâm đến công tác này. Ngọn lửa sẽ thắp sáng lên những thành tích, những kỷ lục thể thao mới. Ngọn lửa sẽ cháy mãi trong thời gian diễn ra hội khỏe, cháy mãi trong lòng mỗi chúng ta trong ngày hội thể thao học đường trọng đại này. Năm 2016, xin trân trọng kính mời đồng chí. Tỉnh Nghệ An chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực, vật chất và tinh thần hoàn tất các công tác chuẩn bị để mở rộng vòng tay chào đón bạn bè về đây cùng giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, tạo sự gắn bó đoàn kết với 63 tỉnh thành trong cả nước cùng nhau góp sức vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta muốn đất nước giàu mạnh, chúng ta muốn độc lập, chủ quyền của Tổ quốc vững mạnh, toàn vẹn. Vậy chúng ta không thể dốt, chúng ta không thể yếu, chúng ta phải học tập, chúng ta phải rèn luyện thân thể để bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện thân thể để kiến thiết đất nước. Tôi xin mời tất cả các em học sinh, các thầy cô giáo, tất cả chúng ta hãy cùng hô vang lên khẩu hiệu này: rèn luyện thân thể, rèn luyện thân thể, thể dục. Cảm ơn đồng chí Vũ Đức Đam.